Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa phong trào thi đua dân vận khéo trở thành các hoạt động sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn thành phố. Xác định công tác dân vận không chỉ phù hợp đặc trưng của giới và chức năng nhiệm vụ các cấp hội, mà còn là yếu tố tiên quyết góp phần củng cố xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Chính vì vậy, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa sâu rộng của công tác dân vận tới cán bộ hội viên phụ nữ. Đặc biệt, hội đã chỉ đạo các cơ sở hội lựa chọn đăng ký thực hiện các mô hình thiết thực, cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, cuộc sống của hội viên, như thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mô hình phụ nữ sống xanh. Không phải những là một năm này mà làm quá trình từ lâu rồi. Đó. Chi hội mình là trong dịch, không có nhiều em nghèo, không có cơ sở vật chất để học thì mình cũng, chị em cũng thống nhất để huy động mạnh thường quân mua máy vi tính về cho các em để các em học online trong thời gian dịch. Rồi bắt đầu mới nghĩ ra là thôi trừ cái vận động chị em đi mấy em đi học khó khăn, học nhiều thì để giúp đỡ. Bên cạnh các hoạt động phong trào được Hội Liên hiệp Hội Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, công tác đối ngoại nhân dân cũng được Hội Phụ nữ thành phố quan tâm thực hiện tốt. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, ngày 18 tháng 7 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức các hoạt động đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào, thường xuyên có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng, tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình Người mẹ thứ hai, thực hiện chương trình ở nhà dân homestay cho sinh viên Lào, qua đó tạo tình cảm gắn kết, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Năm nay 2023, chúng tôi cũng sẽ cụ thể hóa nghị quyết, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phong trào phụ nữ thành phố với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chúng tôi tập trung đấy là công tác tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, tập hợp quản lý hội viên phụ nữ toàn thành phố tham gia sinh hoạt với tổ chức, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và rất nhiều những cái phong trào mà trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phải cụ thể hóa, chỉ đạo. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ hội viên phụ nữ Đà Nẵng.